Thưa mấy bạn, mọi người, đây là mẹ tôi, bà Đặng Thị Vương, năm nay 80 tuổi, sống tại thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Mẹ tôi bị viêm đa khớp dạng thấp, có dịch đã nhiều năm nay, đi hết bệnh viện nọ, bệnh viện kia và dùng rất nhiều loại thuốc. Nhưng bà không sao đi lại được, nằm bại liệt. Từ khi nghe mọi người mách bảo và đọc thông tin, tôi tìm được loại thuốc này là thuốc phong tê thấp Hà Thống Phong. Thì tôi cho mẹ tôi dùng mấy liều, thì hiện giờ bà đã tỉnh táo, khớp đỡ đau, hết dịch, đã đi lại được. Đến đây thì tôi cũng thay mặt mẹ tôi là cảm ơn nhà thuốc, một nhà thuốc uy tín chất lượng đã giúp mẹ tôi đỡ đau đớn và đi lại được. Nhân đây thì tôi cũng khuyên mọi người là hãy tin tưởng nhà thuốc này để mọi người có được sức khỏe tốt, bớt đau đớn và đi lại được như mẹ tôi. Tôi rất cảm ơn nhà thuốc giúp mẹ tôi bớt đau đớn và đi lại được để gia đình bớt khó khăn trong quá trình chăm sóc mẹ. Gia đình xin chân thành cảm ơn và mong mọi người ủng hộ. Đấy, mẹ tôi đã đi lại được đấy. Và rất tỉnh táo. Cảm ơn nhà thuốc nhiều nha.